Rồi em xin chào quý vị anh chị cô bác luôn nha. Rồi, theo hôm nay rồi xíu đi, từ sáng giờ em bón giờ này mới rảnh mới quay quay đây. Đó, đón lại là quay hôm qua mới đúng. Hồi nhà cũng còn những số còn lại, nhiều khi nó dễ trúng lắm anh chị. 02 nè, 59 nè, 17 nè, con tôm. Đó, con tôm nha anh chị. Đó, ngày 31 tháng 3 năm 2024 nha. 1 tháng 3 2024 nha anh chị. Đó, con tôm này nha. 02 nè, 59 nè, 17 nè, 61, 26, hồi xuống 12, 70. Cái đài Thừa Thiên Huế nha anh chị, đài Thừa Thiên Huế nha. Cái này nó 20 tờ, 20 tờ. Rồi 72 nè, 63 nè, 41, 35, 24, 81, 70, 99, 289, 498, 494, 11, 48, 915, 47706 nè, 85120 nè, 99285 nè, 27076 nè, 03867 nè, 34653 nè anh chị. Rồi đó, 2076. Thôi, cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị may mắn phát lộc phát tài chiều hôm nay nha. Đó, giờ này anh chị mua thì coi lấy đi anh. Rồi, xin chào mọi người. 06 nè. Coi lấy tài nằm đây đi. Bà làm đi. Rồi. Nhưng mà chiều nó xuống.